Hải Yến xin kính chào quý vị và các bạn. Sau đây là bản tin dự báo thời tiết tại Lâm Đồng ngày mai, ngày 24 tháng 7 năm 2021. Thưa quý vị, trong 24 giờ tới, tỉnh ta chịu ảnh hưởng rãnh áp thấp có trục qua Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, kết hợp với gió mùa Tây Nam, cường độ trung bình đến mạnh. Do vậy, thời tiết trong tỉnh có khả năng nhiều mây, có mưa rải rác đến nhiều nơi có mưa vừa đến mưa to. Gió Tây đến Tây Nam cấp 2, cấp 3 và có lúc cấp 4, nhiệt độ dao động từ 15 đến 32 độ C. Cụ thể, khu vực phía Bắc tỉnh Lâm Đồng bao gồm thành phố Đà Lạt, huyện Lạc Dương và Đam Rông. Ngày nắng gián đoạn, xuất hiện mưa ngay từ sáng sớm, nhưng lượng mưa không đáng kể. Nhiệt độ không có nhiều thay đổi so với hôm nay khi dao động từ 15 đến 23 độ C, đoạn trung bình từ 87 đến 92%. Tiếp theo là khu vực phía đông tỉnh Lâm Đồng, bao gồm các huyện Đơn Dương, Đức Trọng, Lâm Hà và Di Linh. Ngày mai trời nhiều mây, có mưa rải rác ở vài nơi, vào chiều tối sẽ xuất hiện mưa vừa đến mưa to. Nhiệt độ dao động từ 19 đến 28 độ C, đoạn trung bình từ 87 đến 92%. Tiếp theo là khu vực phía nam tỉnh Lâm Đồng, bao gồm thành phố Bảo Lộc và huyện Bảo Lâm. Khu vực này chịu ảnh hưởng rìa phía nam của rãnh thấp đối với tâm áp thấp nhiệt đới trên khu vực Vịnh Bắc Bộ, nên sẽ xảy ra mưa lớn ở nhiều nơi. Người dân cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ dao động từ 19 đến 28 độ C, đoạn trung bình từ 87 đến 92%. Và cuối cùng là khu vực phía tây nam tỉnh Lâm Đồng, bao gồm các huyện Đà Oai, Đà Tẻ và Cát Tiên. Nhiều mây, đêm có mưa nhiều nơi, ngày nắng gián đoạn, chiều tối có mưa vừa đến mưa to. Nhiệt độ dao động từ 22 đến 32 độ C, đoạn trung bình từ 85 đến 90%. Thưa quý vị và các bạn, trong những loại cây trồng mới lạ, vừa nâng cao thu nhập, vừa quảng bá hình ảnh nông sản Đà Lạt đến với người tiêu dùng là cách mà nông dân Lâm Đồng đang áp dụng thành công. Bí mini, bí thiên nga là những loại nông sản đó. Không chỉ ăn được, những loại bí này còn được dùng để trang trí, trông rất đẹp mắt, được rất nhiều người tiêu dùng ưa chuộng. Mời quý vị hãy cùng với chương trình du lịch cuối tuần phát sóng vào 11 giờ thứ Bảy, ngày 24 tháng 7, tham quan một nông trại như thế quý vị nhé. Quý vị và các bạn thân mến, tiếp theo là dự báo thời tiết cho các điểm du lịch chính trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng và bản nhiệt độ các tỉnh thành lớn trong cả nước. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin thân ái, chào tạm biệt.